Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều bài 21 tiết 2. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách cánh diều bằng cách là các em vào phần danh sách phát toán lớp 4 sách cánh diều, hoặc là các em gõ với từ khóa toán 4 cánh diều thành đô vlog. Nếu là bài 21 thì các em gõ thêm từ khóa là bài 21 và đằng sau. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 5, thực hành vẽ đường thẳng vuông góc theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E. Điểm E không nằm trên đường thẳng AB. Và vuông góc với đường thẳng AB. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta có điểm E không nằm trên đường thẳng AB. Bây giờ các em vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E này, đồng thời vuông góc với đường thẳng AB. Cách vẽ như sau. Các em dùng eke để vẽ. Dùng eke thì các em lưu ý, chúng ta phải nắm được cái góc này của eke, người ta gọi là góc vuông. Góc này là góc vuông của eke. Hai cạnh của góc chúng ta gọi là hai cạnh góc vuông của eke. Hai cạnh góc vuông của eke. Bây giờ các em đặt eke sao cho cạnh góc vuông thứ nhất của eke nằm trên đường thẳng AB. Tiếp theo là các em trượt eke dọc theo đường thẳng AB. Đến khi cạnh góc vuông thứ hai của eke chạm điểm E thì các em dừng lại. Trên cạnh góc vuông thứ hai của eke, các em lấy một điểm khác với điểm E và đặt tên cho điểm này là điểm C. Bây giờ các em bỏ eke ra, các em dùng thước thẳng. Chúng ta vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm C và E. Một đầu của đường thẳng này, các em đặt tên là D. Như vậy, chúng ta vừa vẽ được đường thẳng CD đi qua điểm E, đồng thời vuông góc với đường thẳng AB. Chú ý, khi điểm E nằm trên đường thẳng AB, cách vẽ vẫn được thực hiện tương tự như trên. Trường hợp này là điểm E không nằm trên đường thẳng AB. Còn trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB như hình này thì cách vẽ vẫn được thực hiện tương tự như trên. Các em quan sát. Rồi theo mẫu, các em vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm X và vuông góc với đường thẳng MN trong các trường hợp sau. Rồi cách vẽ thì thầy giáo đã hướng dẫn với các em ở phần trên rồi. Bây giờ các em sẽ quan sát cách vẽ trong từng trường hợp một. Trường hợp A, điểm X không nằm trên đường thẳng MN. Bây giờ các em vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm X, đồng thời vuông góc với đường thẳng MN. Cách vẽ như sau. Trường hợp B, điểm X cũng không nằm trên đường thẳng MN. Bây giờ các em cũng vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm X và vuông góc với đường thẳng MN. Cách vẽ như sau. Trường hợp C, điểm X nằm trên đường thẳng MN. Bây giờ các em vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm X và vuông góc với đường thẳng MN.
Cách vẽ như sau. Trường hợp D, điểm X nằm trên đường thẳng MN. Bây giờ các em vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm X, đồng thời vuông góc với đường thẳng MN. Cách vẽ như sau. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Vẽ hình theo mẫu. Rồi trong bài tập này thì người ta đã vẽ mẫu cho chúng ta. Bây giờ các em chỉ cần đếm số ô vuông. Mỗi đoạn thẳng nó dài bằng bao nhiêu ô vuông. Các em đếm và các em vẽ theo mẫu thôi. Rồi phần này thì các em sẽ tự làm nha. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7. Thực hành. Kể một tình huống có vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết. Ví dụ, để đo thành tích bật xa, người ta đo độ dài đường vuông góc từ điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể đến vạch xuất phát. Ví dụ, điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể chính là điểm này và vạch xuất phát chính là đường này. Thì người ta sẽ đo độ dài đường vuông góc, đây chính là đường vuông góc, từ vị trí điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể đến vạch xuất phát. Rồi, trong cuộc sống có rất nhiều tình huống có vận dụng đường vuông góc. Rồi, thầy giáo ví dụ, khi làm các khung cửa nhôm kính, người ta cắt các thanh nhôm sao cho khi ghép lại hai cạnh kề của khung cửa vuông góc với nhau. Hai cạnh kề của khung cửa vuông góc với nhau, được chưa? Rồi các em có thể kể thêm rất nhiều tình huống khác. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.